Hi, chào các bạn nha. Rất vui khi các bạn lại quay trở lại kênh Sơn Gym. Thì trong video này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển lời mời kết bạn thành người theo dõi cho Facebook cá nhân các bạn nha. Trong một video trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn về cách hiển thị số người theo dõi cho Facebook cá nhân. Rất nhiều bạn xem xong video đã làm được. Tuy nhiên, có một sự thật rất phổ biến. Đó chính là trong quá trình làm hoặc là sau khi đã làm xong, các bạn ấy phát hiện ra rằng Facebook của họ có rất ít người theo dõi hoặc là không có ai theo dõi cả. Mặc dù Facebook của họ có đến hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn bạn bè rồi và cũng đang có rất nhiều lời mời kết bạn chưa chấp nhận. Vậy mà tại sao lại không có ai theo dõi cả hoặc là có rất ít người theo dõi? Vậy thì làm sao để có thể chuyển lời mời kết bạn thành người theo dõi? Tôi sẽ giải đáp cho các bạn trong video hôm nay, ngay bây giờ thôi. Thì trước tiên các bạn cần phải hiểu rõ về theo dõi trên Facebook nó như thế này. Theo dõi có nghĩa là gì? Nó như thế này. Tức là khi ai đó theo dõi bạn ấy, họ sẽ thấy các bài đăng của bạn ở trên trang chủ Facebook. Và thi thoảng họ cũng sẽ nhận được thông báo khi mà bạn đăng bài mới lên Facebook. Đó chính là theo dõi. Thực tế thì khi kết bạn với nhau, đồng thời cũng theo dõi nhau luôn. Tức là vẫn có thể thấy bản tin của nhau xuất hiện trên trang chủ và vẫn có thể nhận thông báo mỗi khi đăng bài đăng mới. Nhưng còn về số người theo dõi được hiển thị trên Facebook ấy, đó chính là danh sách theo dõi riêng các bạn nhé. Nó hoàn toàn khác nha. Số người theo dõi này, tức là danh sách theo dõi, Facebook chỉ tính những người chỉ theo dõi thôi, không kết bạn thì mới được tính các bạn nha. Còn tất cả những ai đã kết bạn, mặc dù họ cũng đang theo dõi bạn, nhưng sẽ không được cho vào danh sách theo dõi đâu các bạn nha. Vì những người này đã nằm trong danh sách bạn bè rồi, Facebook không cho vào danh sách theo dõi nữa. Đó, nó là như vậy. Như vậy thì muốn những lời mời kết bạn trở thành theo dõi thì các bạn phải không được chấp nhận những lời mời đó nha. Nhưng với điều kiện là Facebook của bạn phải được bật nút theo dõi công khai trước đã thì người khác mới có thể theo dõi bạn. Để bật theo dõi công khai thì trên ứng dụng YouTube các bạn chỉ cần nhấn vào cái biểu tượng 3 dấu chấm ở góc phải phía trên màn hình ở đây. Rồi các bạn chọn vào mục cài đặt và quyền riêng tư, rồi vào cài đặt. Sau đó các bạn tìm đến mục bài viết công khai. Đây, bài viết công khai ở phần quyền riêng tư ở đây các bạn nhé. Nếu mà Facebook của các bạn trong mục quyền riêng tư này không tìm thấy mục bài viết công khai ở đây thì đó chính là do các bạn chưa đủ 18 tuổi. Lúc này các bạn cần phải đi thiết lập để hiển thị ra bài viết công khai này bằng cách như sau. Các bạn vào mục cài đặt quyền riêng tư. Rồi, ở đây các bạn sẽ thấy một mục là thêm công khai làm tùy chọn trong bộ chọn đối tượng. Thì các bạn hãy nhấn vào đó, rồi nhấn vào cho phép công khai. Sau đó các bạn quay lại nhé. Nếu vẫn chưa thấy bài viết công khai hiện lên thì các bạn vuốt mạnh hoặc là thoát hẳn ra ngoài để loát lại trang. Sau đó các bạn vào lại sẽ thấy mục bài viết công khai hiện lên. Rồi, nếu mà có bài viết công khai rồi thì các bạn nhấn vào bài viết công khai. Sau đó các bạn ở phần ai có thể theo dõi tôi, nếu đang ở chế độ bạn bè thì các bạn chọn vào chế độ công khai. Và ai có thể xem người theo dõi trên dòng thời gian của bạn, các bạn cũng chọn công khai luôn. Đó, hãy để công khai hết như vậy. Thì lúc này có nghĩa là các bạn đã bật theo dõi công khai lên rồi. Sau khi các bạn đã bật theo dõi công khai như vậy rồi, sau đó tất cả những lời mời kết bạn khi bạn chưa chấp nhận thì họ sẽ vào danh sách theo dõi của bạn nhé. Lúc này bạn sẽ thấy số người theo dõi của bạn sẽ tăng lên. Đó, bạn muốn giữ theo dõi thì bạn có thể hủy cái bạn đi hoặc là cứ để đấy, đừng có chấp nhận lời mời. Đó, nó là như vậy. Còn trường hợp mà khi các bạn nhấn vào chấp nhận lời mời kết bạn ấy, thì lập tức người đó sẽ chuyển sang danh sách bạn bè của bạn và bạn sẽ mất đi một người theo dõi. Đó, nó là như vậy. Thực tế thì họ vẫn theo dõi mình, nhưng mà ở trong danh sách theo dõi là Facebook chỉ tính những người không kết bạn. Đó, cho nên là chỉ cần không chấp nhận là có theo dõi. Nói chung là chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng mà các bạn cần phải nhớ rõ là phải được bật theo dõi công khai trước thì nó mới được chuyển sang người theo dõi nha. Còn tất cả những lời mời kết bạn trước khi các bạn bật theo dõi công khai sẽ không có cách nào để mà chuyển sang người theo dõi đâu các bạn nha. Phải chấp nhận một sự thật như vậy. Đây, tôi sẽ kiểm tra cho các bạn xem luôn. Đây là nick chính của tôi, hiện tại đang có 6.492 người theo dõi đây các bạn nha. Rồi, bây giờ tôi sẽ sử dụng một nick phụ của tôi. Đây là một nick phụ của tôi. Tôi tìm nick chính để mà nhấn kết bạn nhé. Thêm bạn bè với nick chính này. Và bên nick chính này của tôi lập tức nhận được lời mời kết bạn.
lúc này theo dõi sẽ tự động tăng lên đây các bạn. Đó, theo dõi đã tăng lên 6.493 người theo dõi. Lúc này, giả sử như tôi không chấp nhận lời mời hoặc là xóa lời mời đi, thì số người theo dõi của tôi, 6.493 người theo dõi vẫn giữ nguyên. Nhưng mà tôi mà chấp nhận kết bạn nhé, thì sẽ mất theo dõi luôn. Đây, tôi chấp nhận. Tôi sẽ kiểm tra lại 6.493, loạt lại trang. Đây, lập tức lại còn lại 6.492 người theo dõi thôi. Đó, chính là như vậy. Đó, các bạn đã hiểu ra vấn đề chưa? Vậy thôi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hữu ích thì đừng tiếc cho mình một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh, sau đó nhấn vào biểu tượng hình quả chuông để có thể xem được những video mới nhất từ kênh Sơn Gym nha. Các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.